Xin kính chào tất cả các quý vị và các bác là tín đồ của đồng hồ cổ hồ. Trong buổi trưa hôm nay, vang vọng chúng em xin được gửi tới các bác một chiếc đồng hồ Odo 30 với kiểu dáng thùng bè. Như các bác có thể nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ của các bác, đó là chiếc đồng hồ Odo 38 với thùng được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ sồi cùng các vân nu xếp chồng rất đẹp. Thiết kế thùng này phù hợp với những bác mang phong cách đơn giản nhưng đầy hấp dẫn. Đó là thiết kế thùng với những đường nét khắc sâu, rất đơn giản nhưng tạo nên sự hài hòa. Bộ mặt số với số in quốc tế và thương hiệu Odo nổi rõ. Phần kính dưới được tráng gương cách điệu, làm nổi bật lên quả lắc còn rất sáng bóng. Sau đây em xin được quay cận cảnh để các bác cùng đánh giá và chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ. Đây các bác nhá, thương hiệu Odo, made in France này. Các khuyên cót còn rất sáng. Tuy chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng tạo lên cái vẻ đẹp tổng thể rất đẹp cho bộ mặt số các bác nhá. Đây em đánh giá là một bộ mặt số vô cùng đẹp. Sau đây em xin được giới thiệu đến các bác bộ máy của nó. Đây các bác nhá, bộ máy với bộ gông 101, bộ côn 8 gông, 8 côn 8 búa với 4 côn đồng và 4 côn thép lật xanh ạ. Khóa chuông các bác nhá, tay cót zin ạ. Và không để các bác đợi lâu, bây giờ em xin được thẩm âm chiếc đồng hồ này. Vâng, 11 giờ, 11 tiếng. Em sẽ được soi kỹ lại phần mặt số để các bác cùng chiêm ngưỡng. Logo thương hiệu Odo. Vâng nhá. Đây là chiếc đồng hồ vô cùng đẹp và quý hiếm. Vậy nên các bác nào có nhã hứng với chiếc đồng hồ này, xin liên hệ với vang vọng chúng em sớm nhất để được sở hữu chiếc đồng hồ Odo. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.